Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, từ đợt dịch thứ tư đến nay, cả nước ghi nhận hơn 1.300.000 ca mắc. Trong tuần qua, có hơn 100.000 ca nhiễm mới. Trong đó, miền Nam ghi nhận 73% ca cộng đồng. Tình hình vẫn chưa có dấu hiệu bất nóng. Hôm qua, Cà Mau có số ca nhiễm COVID-19 trong ngày cao nhất miền Tây với 822 trường hợp. Đến nay, tỉnh này có hơn 15.000 ca nhiễm, 65 người tử vong. Có số ca mắc cao thứ hai là tỉnh Bến Tre. Trong số 799 trường hợp thì có đến 792 ca trong cộng đồng. Tổng số ca mắc toàn tỉnh gần 14.000 ca, có 79 ca tử vong. Tỉnh có số ca nhiễm mới trong ngày cao thứ ba là Đồng Tháp với 744 người. Tổng số ca dương tính của tỉnh đến nay là hơn 28.800. Trong ngày có thêm 8 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong là 337. Thành phố Cần Thơ có thêm 675 ca nhiễm mới, nhưng có số ca điều trị khỏi cao hơn với 895 người. Tính đến chiều qua, thành phố có hơn 14.500 F0 điều trị tại nhà, hơn 2.800 ca điều trị tại các cơ sở y tế. Số ca mắc COVID-19 trong ngày ở Hậu Giang liên tục tăng trong 4 ngày gần đây. Hôm qua thì có gần 400 ca nhiễm mới, trong đó thì có 264 trường hợp là ca mắc cộng đồng, gồm có thị xã Long Mỹ 5 ca, huyện Vị Thủy 7 ca, huyện Long Mỹ 18 ca, huyện Châu Thành 53 ca, huyện Châu Thành A 55 ca, huyện Phụng Hiệp 51 ca, thành phố Ngã Bảy 36 ca và thành phố Vị Thanh 39 ca. Trong hôm qua, Hậu Giang tiếp tục ghi nhận 3 ca tử vong do COVID-19. Tính từ đầu đợt dịch đến nay, hơn 5 tháng, tỉnh có trên 9.200 ca nhiễm. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi chiếm hơn 62%. Trong gần nửa tháng qua, trung bình mỗi ngày, thành phố Cần Thơ ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc COVID-19. Thành phố đang có 7 trong tổng số 9 quận huyện đổi màu trở thành vùng đỏ. Để ứng phó diễn biến phức tạp này, thành phố xiết lại nhiều hoạt động và yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nơi ở. Theo đó, cơ sở hộ kinh doanh thực phẩm, ăn uống chỉ được phép bán mang đi hoặc bán tại chỗ không quá 10 người tại cùng một thời điểm. Bảo đảm khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2 mét, không phục vụ tại chỗ, rượu, bia và các loại thức uống có cồn khác. Tạm dừng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, trừ cắt tóc, gội đầu, phòng tập gym, yoga, karaoke, massage, điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng. Yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi ở, không đến nơi tập trung đông người. Tối qua, Sở Y tế thành phố Cần Thơ có báo cáo cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận 675 ca mắc COVID-19 mới, 11 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, số ca khỏi bệnh là 895 và đây là ngày thứ hai thành phố có số ca khỏi bệnh nhiều hơn số ca mắc.